Theo tin của truyền thông Việt Nam, vào ngày hôm nay giờ địa phương, Sài Gòn bất ngờ xảy ra cơn mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều giờ liền ngay gặp nhiều nơi, bắt đầu tại huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, quận Bình Tân, sau đó lan ra nhiều diện rộng ở các quận khác. Do hệ thống cống không chịu thoát nước, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học thuộc quận Nhất, ngập nặng chỉ sau một tiếng mưa. Ở phía tây thành phố, tại các tuyến đường ở quận Tân Phú và quận Bình Tân, nước đã ngập sâu quá nửa bánh xe. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tại các quận 7, 8 và huyện Nhà Bè có lượng mưa lớn nhất. Nguyên nhân gây mưa lớn ở Sài Gòn và một số tỉnh Nam Bộ là do đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Bắc, kết hợp với lưỡi cao áp lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.